Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín vì sợ người Do Thái. Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa các ông và nói rằng: "Bình an cho các con." Khi nói điều đó, người cho các ông xem tay và cạnh sườn người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: "Bình an cho các con, như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con." Nói thế rồi, người thổi hơi và phán bảo các ông: "Các con hãy nhận lấy Thánh Thần. Các con tha tội cho ai thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai thì tội người ấy bị cầm lại." Đó là lời Chúa. Anh chị em thân mến, ngày lễ ngũ tuần mà sách Công vụ Tông đồ vừa mô tả cho chúng ta làm cho tất cả mọi người đều ngạc nhiên và sửng sốt vì có sự lạ xảy ra. Sự lạ đó chính là một cuộc đổi mới. Đổi mới từ trong hàng ngũ của các tông đồ đến tất cả mọi người đang nghe các ngài giảng, và đổi mới cả mỗi người chúng ta hôm nay nữa. Trước tiên, đổi mới từ các tông đồ. Hẳn câu nói của Đức Giêsu Kitô trước khi từ giã các ông đã ứng nghiệm: "Đấng bảo trợ là Thánh Thần, Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy. Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và làm cho anh em nhớ lại tất cả những gì Thầy đã nói với anh em." Và hôm nay một cuộc biến đổi kỳ diệu đã xảy ra. Ai ai cũng biết, sau cái chết của Đức Giêsu Kitô, những người đi theo Ngài đã tán loạn, rời bỏ hàng ngũ như gà mẹ, như gà mất mẹ, như nghé tan đàn. Tất cả đều bỏ chạy, đều sợ hãi, thậm chí còn chối không nhận mình là môn sinh của Thầy. Các tông đồ hèn nhát, yếu đuối, không ai dám đi lại một cách công khai mà co cụm trong một căn nhà đóng kín vì sợ người Do Thái. Thánh Thần đã đến, Ngài đổi mới mọi sự. Những con người của ngày hôm qua không còn nữa, mà thay vào đó là con người của ngày hôm nay. Con người có Thánh Thần, con người của can trường mở tung các khóa cửa để rao giảng sứ điệp tin mừng. Các tông đồ không còn lẩn trốn trong cửa nhà đóng then cài kỹ, mà trở thành những con người mạnh mẽ trong đức tin, vững vàng trong đức cậy và nồng nàn với tình yêu của Thầy Giêsu. Sự can đảm được trao ban cho các tông đồ. Các ông mở tung cửa công khai ra đi rao giảng sứ điệp phục sinh, bất chấp mọi cấm cản cực hình hay mọi hiểm nguy đe dọa. Ai cũng phải chấp nhận điều này. Các tông đồ từ những người đánh cá quê mùa ít học, thế mà lại trở thành con người thông thái đến lạ lùng, nói được tất cả các thứ tiếng mà chẳng phải đi học một trung tâm ngoại ngữ nào, làm được những việc cả thể mà sức con người không thể làm được. Công vụ Tông đồ bài đọc 1 đã minh chứng điều ấy. Khi ấy cư ngụ tại Jerusalem có những người Do Thái đạo đức từ khắp các nước dưới gầm trời tụ về. Nghe tiếng ấy phát ra thì đoàn lũ tuôn đến, tâm trí bỡ ngỡ vì mỗi người đều nghe các môn đệ nói tiếng thổ âm của mình. Mọi người đều sửng sốt và bỡ ngỡ nói rằng: "Nào tất cả những người đang nói đây không phải là người Galilee, nhưng tại sao mỗi người chúng ta lại nghe họ nói tiếng bản xứ của chúng ta? Chúng ta là người Patimedi Elam Mesopotamia, Judea, Cappadocia, Ponto, Tiểu Á,
Phrygia, Pamphylia, Ai Cập, Libya, tận Cyrene, và người Roma cư ngụ tại đây là Do Thái Tòng giáo, là người Creta và Ả Rập. Chúng tôi đều nghe họ nói tiếng của chúng tôi mà ca tụng những kỳ công của Thiên Chúa. Thì ra Thánh Thần đã đổi mới cả các tông đồ, để rồi chẳng một trung tâm ngoại ngữ nào giật ngài, chỉ là những anh trải lưới quê mùa ít học, thế mà nói được đủ các thứ tiếng. Đến những người nghe, tất cả những người nghe các tông đồ hôm nay đã đều được tràn đầy Chúa Thánh Thần và được đổi mới. Họ có thể nói các thứ tiếng lạ, đón nhận nhiều ân sủng của Chúa Thánh Thần tùy theo ngài ban cho. Bản văn của tông đồ gửi đến hữu Cô-rinh-tô đã cho chúng ta điều ấy. Có nhiều ân sủng nhưng chỉ có một Thánh Thần. Có nhiều chức vụ nhưng chỉ có một Chúa. Có nhiều công việc nhưng chỉ có một Thiên Chúa đứng làm mọi sự trong mọi người. Họ đón nhận Chúa Thánh Thần, ân sủng của ngài. Họ được biến đổi và lãnh nhận tất cả các ân sủng đấy, không phải để ra oai dũng khí, không phải để tự hào kiêu căng, mà là để phục vụ, không cho lợi ích riêng của mình, mà cho lợi ích chung của toàn thể giáo hội, của thế giới, không phân biệt giàu nghèo, tôn giáo, chủng tộc, màu da hay tiếng nói khác nhau. Vì Thánh Thần là của chung, ơn cứu độ phải được ban cho mọi người. Việc phục vụ của những người có Thánh Thần giúp con người thăng tiến về đời sống tinh thần và cả vật chất. Phẩm giá con người được tôn trọng, họ nhận biết ra Thiên Chúa là cha và mọi người là anh em. Tất cả là do Thánh Thần. Và ngày hôm nay, chúng ta cũng được đổi mới nhờ Thánh Thần. Thánh Thần ban ơn để biến đổi và thánh hóa chúng ta từ một con người yếu đuối hèn kém trở nên con người mạnh mẽ và can đảm làm việc cho nước trời. Ngài đến để canh tân con người chúng ta, để những chỗ chật đường ngài chỉnh đốn, những điều cứng cỏi ngài uốn nắn, chỗ lạnh lùng được sưởi ấm, chỗ khô khan được tưới gội, chỗ thương tích ngài chữa cho lành. Nếu có đau khổ chăng thì ngài là đấng an ủi, bởi đó là việc của Chúa Thánh Thần. Thật lạ. Tôi mời gọi ông bà anh chị em hãy cùng tôi mở lòng cho ngài đến, để chúng ta được hoa trái của ngài ban tặng. Đó là bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ. Những hoa trái này được trao ban cho chúng ta để chúng ta trở thành chiến sĩ phúc âm và ra đi rao giảng tin mừng nước trời cho mọi người. Không ngại đến các vùng ven và ngoại biên, can đảm tuyên xưng đức tin trước mặt thiên hạ, thà chết chẳng thà bỏ đạo, chấp nhận mọi ngăn cản, mọi cực hình, mọi hiểm nguy đe dọa của thế gian hay của cả kẻ vô thần. Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngài ngự đến, xin Chúa rửa sạch điều nhơ bẩn, tưới gội chỗ khô khan và chữa lành mọi thương tích. Xin uốn nắn điều cứng cỏi, sưởi ấm chỗ lạnh lùng, chỉnh đốn chỗ chật đường. Xin Chúa ban cho các tín hữu là những người tin cậy Chúa được ơn bảy nguồn. Xin ban cho họ được huân nghiệp nhân đức, được hạnh phúc cứu độ và hoan hỷ đời đời. Amen. Alleluia. Xin mọi người đứng thinh lặng. Chúng ta mở tâm hồn của mình. Xin Chúa Thánh Thần đến với mỗi người chúng ta. Tôi tin kinh mộ thiên.